Giọt sữa từ bi, đó là chương trình thiện nguyện được Đại Đức Thích Minh Trí, trụ trì chùa Long Bỉu, cùng quý Phật tử địa phương lên ý tưởng thực hiện. Chỉ sau 3 ngày phát động, 100 thùng sữa, 600 phần bánh ngọt đã được các mạnh thường quân gần xa đóng góp để gửi tới các em nhỏ trong khu cách ly tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Cái chương trình giọt sữa từ bi lần thứ nhất với hơn 4.800 hộp sữa và các loại bánh gửi đến cho các em trong cái khu cách ly phong tỏa, và mong muốn một phần nào đó chia sẻ, động viên các em trong cái mùa dịch này, mong rằng các em vui khỏe và vượt qua cái đại dịch Covid-19 này. Tại tỉnh Trà Vinh hiện có hơn 60 khu vực cách ly, phong tỏa, làm ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của bà con nhân dân, đặc biệt là các em thiếu nhi. Hầu hết những em nhỏ tại khu cách ly đều là người Khmer, có hoàn cảnh khó khăn. Việc gửi tặng những hộp sữa yêu thương thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phần nào đã giúp các em có thêm sức khỏe vượt qua dịch bệnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh rất là trân trọng đối với những tấm lòng, những nghĩa cử cao đẹp của quý mạnh thường quân. Hiện nay các em ở trong các cái khu vực cách ly phong tỏa, đa phần là điều kiện sống và hoàn cảnh rất là khó khăn. Thì thật sự mà nói, những cái lon sữa nghĩa tình từ chương trình giọt sữa từ bi của chùa Long Bỉu sẽ giúp cho các em một cái phần nào đó vượt qua cái khó khăn trong cái việc phòng chống dịch bệnh Covid-19. Chúng tôi cảm nhận được một điều, với cái giọt sữa từ bi này, nó làm lan tỏa đến triệu trái tim của các bậc phụ huynh, các mạnh thường quân gần xa vẫn luôn đồng hành, vẫn luôn phát tâm để trợ duyên với chúng tôi. Và chúng tôi mong muốn rằng sau cái chương trình giọt sữa từ bi lần thứ nhất sẽ tiếp tục những chương trình giọt sữa từ bi lần thứ hai, thứ ba và dân dân nữa để hỗ trợ cho tất cả các em. Trẻ em luôn cần được chăm sóc để phát triển toàn diện nhất, dù trong hoàn cảnh dịch bệnh như hiện nay. Hy vọng rằng việc làm thiết thực này của chương trình giọt sữa từ bi sẽ phần nào san sẻ những khó khăn, giúp các em vững tin chiến thắng dịch bệnh.